Tiếp theo phần 2 sẽ về tới Cuba. Nhắc tới nước này thì người ta sẽ nghĩ ngay tới cái gì? Cấm vận nè. Thì đã bị cấm vận 60 năm rồi. Thục hậu. Cái gì ở đây cũng toàn cũ và cổ. À, bao cấp. Sữa thì là sữa gạo thì gần như là không có đấy. Vâng, bên này nó vẫn đang là chế độ bao cấp. Nhưng mà có những thứ mà mình thấy Cuba thật tuyệt vời. Cái sự kiện chủ tịch Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Thứ nhất là vì tình cảm của ngài dành cho Việt Nam cũng như sự ủng hộ của ngài cho cuộc cách mạng của Việt Nam. Những điếu xì gà bự tổ bố vô cùng có tiếng. Những cái bãi biển mà trong veo xanh mướt khiến cho du khách Mỹ phải mê mệt. Những ca khúc và giai điệu Latin vang vọng khắp các đường phố. Một đống xe cổ khiến cho dân sưu tầm thế giới phải say đắm. Và đặc biệt là dân bản xứ cực kỳ đáng cưng, chiêu đãi du khách lắm. À, tất cả du khách khi mà đến Cuba đều phải la làng lên rằng hãy tranh thủ tới đây trước khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ. Vì sao vậy? Hãy cùng xem nhé. Vlog du lịch Cuba, kinh tế chưa chắc suy, nhân tính chắc chắn thịnh. Gì vậy? Mọi người có cái sổ nè, rồi đưa tiền, rồi lấy sữa. Cuba hiện là quốc gia bị cấm vận có thể nói là lâu đời nhất trên thế giới kể từ năm 1959. Và cũng là nơi mà có kinh tế tập trung kiểu bao cấp lâu đời nhất kể từ năm 1962. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua rồi và không có gì thay đổi của lịch sử đương đại thế giới. Beautiful, rồi, ok. Bộ móng dữ dằn ha. Hơn 11 triệu người dân ở đây vẫn phải dựa vào sổ lương thực thế này để mà đi mua đồ ăn. Khi mà nguồn lương thực của Cuba phải nhập khẩu đến khoảng 70%. Nông nghiệp thì bị thiên tai hoành hành, còn công nghiệp thì chưa có phát triển. Trên hết là lệnh cô lập bao dây kinh tế từ cái nước láng giềng, khiến cho đời sống ở đây có ăn là mừng rồi. Này là họ cắt lon nước sơn ra này, làm thành những cái thố để bán nè. Đây, đi đường này đi. Làm mấy cái xô hả? Cuba từng là một cái lãnh thổ tranh chấp giữa Liên Xô với nước Mỹ. Kinh tế của Cuba trở nên khó khăn hơn khi mà Liên Xô tan rã vào năm 1991. Ở đây thì mọi người thấy là những cái điều thiết yếu ở Việt Nam mình, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thời trang để mua sắm, những cửa hàng điện máy, điện lạnh không có hết. Thậm chí là ngay cả cái việc đó là mình muốn mua một cái contact lens hay là mắt kính thì cái người bán hàng nói là trời ơi, cả cái đất nước Cuba này muốn tìm những cái thứ đó cũng rất là khó. Bởi vì Cuba đang bị cấm vận, hàng hóa lưu thông rất là hạn chế. Cái nồi vậy không? Chỉ có nồi. Có nồi. Nhưng mà giờ quan trọng là bên này không có nhà hàng nè, không có gì hết trơn, sao ăn uống bên này nè. Gia vị có không? Gia vị. Bán gia vị đâu. Không ăn lạc lạc cũng được. Đây là một cái cửa hàng mậu dịch, cửa hàng quốc danh. Chỗ này đang phải gấp rút sản xuất bánh mì để mà cung cấp cho người dân đang đợi rất là đông ở bên ngoài để mua bánh mì. Ở trước mặt tiền thì mọi người thấy là trời nắng chang chang như vậy đó, nhưng mà người ta vẫn đang đợi để tới lượt mình mua những cái mẫu bánh mì ở đây. Với những người lớn từng sống vào thời bao cấp của Việt Nam thì khi đến Cuba này giống như là được trở về với quá khứ vậy đó. Ở đây còn có rất là đông người bên này nè, người ta xếp hàng rất là dài. Bao cấp giống như là đảm bảo cung cấp gì đó, tức là làm theo năng lực, hướng theo nhu cầu. Và mọi người thấy thì trên tay ai cũng cầm một cái phiếu lương thực để mà được đi mua thực phẩm hết. Tới Cuba thì đi trên đường mọi người sẽ thấy những cái cảnh này rất là quen thuộc, người ta phải xếp hàng hàng ngày như vậy đó. Bây giờ cũng tới giờ trưa rồi. Russia, you get the bread. Và cái việc mà xài tem phiếu giống như là để ngăn chặn cái tình trạng đầu cơ tích trữ các mặt hàng thiết yếu khi mà nhu yếu phẩm ở đây quá trời là khan hiếm. Đặc biệt là đời sống càng khó khăn hơn sau cái đại dịch Covid. Cảnh này là mình nhớ hôm bữa trận dịch ở Việt Nam mình cũng phải sử dụng tem phiếu để mà đi siêu thị, đi chợ để mua hàng hóa thực phẩm. Còn ở đây thì mọi người thấy thì ai đi mua đồ ăn thì phải mang theo túi ni lông của chính mình. How much? This one. 50 hả? Một cái gì 50 à? Một nhà chỉ lấy được một cái miếng như thôi hả trời? One, for one person. For one person. For one person. Huh? If your family have more people, how many bread you can get? Only one. Mỗi người một cái. Mỗi người một cái. Yeah.
Đây, trong đây có đánh dấu nè, 31 ngày. Cứ mà, cứ lại lấy thì đánh dấu vô đây thôi. Mỗi ngày một cái. How about rice? Rice. Gạo của ba này có thể là cực kỳ thiếu thốn. Khách du lịch thì không thể nào mua gạo được nếu mà không có sổ lương thực. Nghe nói thì gạo của ba đa phần là được nhập khẩu từ Việt Nam. Gạo và đậu có thể nói là cái lương thực mà được bao cấp chính ở Cuba. Người ta hay nấu cơm chung với các loại đậu. Tất cả các hỗ trợ lương thực từ phía quốc tế đều phải quy về một mối, đó là chính phủ, rồi chính phủ mới phân phát cho người dân. How many bao? Five bao. Được 2,5 kg. 2,5 kg. 1 month. 2 kg 1 month. 1 month. Còn tháng chỉ được có 2 kg rồi gạo thôi. 2,5 kg. One family or one person? 1 peso. 2 kilo the rice. Mỗi người được 2 kg một tháng gạo. Vậy đây là giống như sổ lương thực vậy đó ha. Này là sổ lương thực. Gracias. Rẻ hơn. Sẽ mua được với cái giá rẻ hơn ha. Gracias. Sữa thì để cung cấp dinh dưỡng cho những cái người lớn tuổi cũng như là trẻ em. Ở Cuba thì không được giết mổ bò bởi vì bò tạo ra sức kéo cũng như là tạo ra sữa, nên chính phủ không cho phép người dân bán thịt bò. Do là cái việc sản xuất nông nghiệp ở Cuba còn rất là khó khăn, máy móc công nghiệp cũng không có do là bị cấm vận. Ngày xưa ở miền Bắc mình thời bao cấp có những cái cửa hàng phở màu dịch ha, thì ở đây có những cái cửa hàng quốc danh. Mấy cái cửa hàng này là của nhà nước nữa. Gạo, sữa. Ở Cuba bây giờ cũng chưa có hệ thống xử lý rác nữa. Tất cả rác ở trong thành phố đều được tập kết ra một cái bãi rác rất là khổng lồ ở kế bên của sân bay Havana. Mọi người xem trên đường phố ngay trung tâm thủ đô mà rác này tập kết chất đống như thế này rồi, không có ai dọn dẹp cả. Hôi thối bốc lên. Tối thì mèo chó tới đây để bư rác. Ôi, mọi người thấy mà người ta đi trên đường chỉ toàn là đi bộ thôi ha, không có hề có một cái chiếc xe nào. Đi qua đây, qua cái chợ kia đi nè. Rồi quay bán cá kìa. Người ta bán cá trên đường đây. Rồi, đây là khu chợ của người bản xứ ở đây. Ở đây thì có thể nói là rau củ thịt cá đều có đầy đủ hết. Có thể thấy là đời dân của người Cuba thì cái gì cũng có, chỉ trừ gạo là thiếu thốn thôi. Mà thịt cũng không cần phải theo hình thức bao cấp. Chợ này vui nè. Đu đủ, ổi, xoài, dưa hấu, khóm, rau quá trời luôn. Rồi sau lưng mình đó là một cái trạm xăng ha. Những cái nước mà bị cấm vận lại được một điều, đó là xăng rất là rẻ. Nhưng mà người thấy hiện nay thì người ta phải ship hàng để mà lấy cái số, giống như một cái số ship hàng gì đó. Mà muốn đổ xăng, khi mà hết xăng là phải tham gia, tất cả mọi người sẽ được tham gia vào một cái nhóm Telegram. Ở trên đó có số, khi mà có xăng tới lượt người đó đến đổ thì người ta sẽ chạy tới cây xăng để mà đổ vô. Một lít xăng bên này chỉ có tầm 3 mấy cent tiền Mỹ thôi. Là chỉ tầm 2 hoặc 3 ngàn đồng tiền Việt thôi, rất là rẻ. Là khoảng tức là 20 peso. 20 peso một lít. Cây xăng mà có cảnh sát đứng chờ trực như thế này để canh là mọi người đổ đúng với cái số lượng mà họ đã đăng ký. Thôi đi. Do là kinh tế tập trung nên người dân đều không thể làm ở những cái công ty tư nhân. Sử dụng lao động xã hội ngày nay vẫn là phải phân công theo cái lịch của nhà nước.
Công nhân viên chức lương rất là thấp, tầm 400 đến 500 ngàn một tháng, nhưng mà đảm bảo việc làm suốt đời luôn. À, nghe sao mà gần gũi quá đi. How much? Nó đâu phải nước dài, tao bán bằng chải. Hả? Là gì? Có gì? Hả? À, vệ sinh nhà cửa, dịch vụ vệ sinh nhà cửa. Tưởng đâu đánh dài. À, Cuba, hola. Hola, hola. Yeah. Hola. Hola. Đây mọi người thấy đường phố ở Havana ngay tại thủ đô ha, thì người ta vẫn bán hàng rong rất là giống Việt Nam, đẩy xe mà đẩy tới tận nhà luôn. Ông bác này đi bán tạp chí dạo nè, biết người dân Cuba rất là yêu mến những cái lãnh tụ, đặc biệt là như khách Việt Nam mình thì ông này bán chìa ra ngay hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó, Hồ Chí Minh. For me. Thank you. Rồi chú nói là một tháng làm chỉ có 15 đô thôi. Cấm vận triền miên làm kìm hãm phát triển kinh tế của người ta. Do là không bị công nghiệp hóa nên môi trường của Cuba rất là trong lành nè. Trời xanh không ô nhiễm tiếng ồn, đường xá thì sạch sẽ, an ninh thì tuyệt vời, ít tội phạm. Do là người dân không có tiền để mà sa cơ vào những cái tệ nạn hút chích, không có lệ chạy tiền chạy chức, không có cảnh dúi tiền cho cảnh sát, không có lo thực phẩm bẩn, không phải nộp tiền mới chữa bệnh được, và không phải triền miên nỗi ấm ức đó là học giỏi mà không được vào đại học. Và người dân thì sống ăn phận thôi, đủ xài, vì có nhiều tiền cũng không có chỗ mà tiêu, sống lạc quan yêu đời vui vẻ. Because the car you have when you're going to do the rent is minimum 3 days. Minimum 3 days. Minimum. Thì thôi cái gì cũng thôi ba, ít nhất 3 ngày kìa, hạn chế mới lái xe đó thôi, 3 ngày. And after you need to buy gas. Dù là kinh tế có khó khăn nhưng mà người dân Cuba ăn mặc rất là sành điệu nha, có thể nói là rất là để ý tới thời trang khi mà ra đường. Khi mà đi trên đường phố của Cuba thì chắc chắn mọi người sẽ phải bất ngờ vì người dân ở đây rất là đẹp, có một cái làn da khỏe cũng như là thời trang cực kỳ sành điệu. Cuba, người dân thì vui tánh thôi rồi luôn. Yeah, pop. Pop, pop. Cười quá. Beef. How about beef? Rice. No beef. Rice. Beef. Beef. No rice. No rice. No rice. 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 Sugar. Sugar. Từ năm 1900 cho tới năm 1959 thì có thể nói là có rất là nhiều người Mỹ họ đến đây để mà đi du lịch. Lúc đó thì Cuba giống như là Hồng Kông lúc đó vậy đó, là một nơi rất là thịnh vượng, một nơi tạo ra rất là nhiều những cái xu hướng về văn hóa, âm nhạc và những cái thức uống quán bar. More famous bar in the world, around the world. I know that you say that. Because Hemingway. Yeah, Hemingway. Cuba chỉ cách Miami, nước Mỹ có 190 dặm thôi. Sau khi thoát khỏi thuộc địa Tây Ban Nha thì Cuba trở thành nước Cộng Hòa. Vào thời đó thì Cuba đã trở thành một cái nơi mà vui chơi rửa tiền của người Mỹ. Khách sạn, nè, sân bay, biệt thự trình diễn cũng theo Mỹ luôn. Trở thành một cái chuẩn mực vào thời đó. Tiền đổ vào xoay chuyển cả nền kinh tế và đưa ngành du lịch trở thành một cái tầm nhất nhì của thế gian. Vào cái thời hoàng kim của nghệ thuật thì Cuba đã cho ra đời những cái thức uống nổi tiếng như là Mojito, Farum và những cái ca khúc lừng danh.
Quán bar này có tên là Floridita, rất là nổi tiếng. Quán bar nằm ở 557 đường Obispo, được xây dựng từ năm 1817. Đây chính là nơi mà nhà văn Mỹ nổi tiếng Hemingway thường lui tới lúc sinh thời. Còn bây giờ thì quán bar vẫn đông chặt kín người dù là buổi sáng đó nghe. Người ta tới đây là đa phần để nghe nhạc. Và mình không biết là ở trong những cái lượng khách ở đây thì có bao nhiêu người là đến từ Hoa Kỳ nữa. Từ khi cuộc cách mạng Cuba nổ ra thì Fidel Castro Caso quốc hữu hóa các doanh nghiệp ở Cuba. Từ đó thì bị nước Mỹ cấm vận cho tới ngày nay. Lãnh tụ Fidel Castro đã lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn vào năm 1959, và sau cái sự kiện dịnh con heo năm 1961 thì Castro đã từ bỏ mọi hy vọng về một cái mối quan hệ thân thiết với Mỹ. Địch thủ của đối phương thì là bạn, nên Cuba đã chính thức tuyên bố theo chủ nghĩa Marx Lenin. Tình hình ngoại giao trở nên ngày càng căng thẳng hơn, và qua nhiều đời tổng thống Mỹ thì càng mở rộng cái lệnh cấm vận. Người ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Hai thế hệ người dân Cuba đã sống trong cái thời kỳ trợ cấp, thì mọi thứ đang dần thay đổi khi mà Obama trở thành tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đến thăm Cuba sau 88 năm nhằm cải thiện mối quan hệ. Liên Hợp Quốc cũng đã hối thúc Mỹ dỡ bỏ cái lệnh cấm vận này rồi. Bởi vậy thì ai muốn chứng kiến cái cảnh mà giống Việt Nam mình những năm 80 thì hãy tranh thủ tới đây trước khi mọi thứ sẽ thay đổi nha. Tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Havana cũng có kiến trúc mô phỏng theo cung điện Capitol ở Washington. Trên đường phố Havana của Cuba hiện nay thì có hai loại xe hơi. Thứ nhất là những chiếc sedan như thế này, đa số là nhập từ Trung Quốc. Và mọi người thấy thì cái này là của chính phủ nha. Người dân ở đây còn rất là khó khăn để mà sở hữu một chiếc xe hơi giống như Việt Nam mình vậy đó. Xe hơi bên này giá rất là cao. Và nếu mà mọi người thấy cái dòng chữ màu xanh này là của chính phủ đó. Đa số taxi đều hoạt động với chính phủ hết. Và những người làm cho chính phủ thì nghe nói là mức lương rất là thấp, chỉ tầm 15 đến 20 đô la một tháng thôi. Và bên này thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều những chiếc xe cổ từ Mỹ. Đa số những cái chiếc xe này thì có tuổi đời từ năm 1950 rồi. Tới Cuba là chúng ta phải trải nghiệm cảm giác đó là ngồi trên những chiếc xe cổ của Mỹ để đi một vòng thủ đô Havana, một tiếng đồng hồ 40 euro đô. Nhưng mà trả giá rất là thân thiện dễ thương nên giảm giá 10 đô còn 30 đô thôi. Wow, chúng ta có thể thấy là rất là nhiều những tòa nhà cổ ở thủ đô Havana, trông rất là cổ kính, đường phố thì rất là sạch sẽ. Ở đâu thì cũng có hai mặt thôi ha, có những nơi rất là bừa bộn nhưng mà cũng có những chỗ góc rất là ngăn nắp. Nào, chúng ta cùng tiến thẳng về phía trước, đi dọc qua những phố cổ của Havana. Xin chào thủ đô yêu dấu. Với khách du lịch khi mà tới Cuba thì thấy rất là thích, bởi vì đường phố của Cuba giống như là một cái bảo tàng xe cổ gì đó. Còn với người dân của Cuba thì tức là không còn lựa chọn nào khác nên phải chạy xe cổ. Người Cuba rất là sang bởi vì toàn là chạy xe môi trần, những chiếc xe cổ đã bị phá nóc đi rồi. Người ở đây rất là tự hào về kỹ thuật của mình khi mà vẫn có thể vận hành những chiếc xe cổ chạy dù dù. Lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. Eres la sensación de fe que las cosas van a salir bien. Y la motivación que alienta mi alma. Bây giờ thì xe đang chạy qua đại sứ quán của Mỹ tại thủ đô Havana. Trời, đi xe này ai nói sướng đâu.
do bên đây thiếu xăng. Bởi vậy mà hết dầu gần chết luôn. Xe đây toàn là chạy dầu không à. Dầu diesel nó hôi lắm. Mà bên này dầu diesel là xăng gì mua cũng khó khăn hết trơn. Ồ, đây là đường biển nè. Nhìn con đường biển rất là rộng rãi ha. Nghe mùi dầu không à, nhức đầu quá. Thôi rình nè. Ồ, mà được cái nó mở ra vậy thì không khí nó loãng. Đỡ hết, nó lạnh cũng đỡ ói. Đâu xe xe đâu. Well, I want to show you this one, this part, because this is an important part. We have a monument to John Lennon. John Lennon Park. Sitting where, on a chair. Yeah, right? in the bank. In the bank. Okay. John Lennon is, in Cuba he was very famous. We like too much his music. Like in Liverpool. In Liverpool there is a yellow submarine. In Spanish, yeah, submarino amarillo. From Spain. Yes. It's one of my favorites. I come in many times to listen to music alive, rock. We don't know what happened now exactly. Venezuela is cheap. They are making a lot of oil. Yes, from Venezuela is cheap to buy for us, but we don't know what happened because Cuba have a good relationship with Venezuela. We have problem to buy food. We have problem to buy gasoline, diesel. We waiting. But the article for better times. But in the Fidel Castro time was better because Fidel Castro always find a way to get up. Never give up. We receive almost 5 million duties a year. Wow. But now 1 million. I'm a Spanish citizen too. Oh. I have 2 citizens. Wow. Cuba is including by United States in the black leagues of the terrorism. And for that, we can go to United States with the Spanish citizen now. I need a visa. Tới thì mình rất là bất ngờ khi mà ở đây sao mà không thấy chiếc xe nào hết trơn á. Mà đa phần người dân sẽ đợi để đi xe buýt. Tất cả bên này đều sử dụng dịch vụ của nhà nước nha. Rất là ít những cái hãng tư nhân. Coi xe buýt nè, chặt đông kín người luôn. Chen chúc nhau mà đi xe buýt như thế này. Quá đông người rồi. Nhiều khi phải đợi xe buýt tới 4-5 xe mới có lên được xe buýt. Nhu cầu đi lại rất là đông nhưng mà nhà nước cũng không phục vụ nổi. Đây đa phần người ta ở trên đường thì toàn là đi bộ không à. Thậm chí bên này hả, một chiếc xe máy cũng không có mua nổi nữa mà người ta đa phần là chạy xe đạp điện. Bởi vì bên này đang thiếu xăng dầu, điện thì ok, có thể sạc được. Đây có một chúa, đi hao. Oh, yesterday, I give you money. Remember? $10, yes. I give you $10, yes. Hey. Why are you here? Chinatown. You live in Chinatown? Yes. Wow. You're selling the book? Yes. Ở Cuba thì ngoài những chiếc xe mui trần, những chiếc xe cổ đặc trưng thì còn có một cái loại xe rất là phổ biến, đó là Coco Taxi. Nói chung là đi lại ở Cuba rất là mắc. Thông thường thì cứ một cây số là khoảng $2. Người Cuba bên này hay đòi tiền vậy đó, kiểu như đòi tiền tiền công á. Always, yeah. Always. Cuba đòi tiền. Why don't call me? Tiền cò mồi. Close here. I live in the building. This is, yeah, in the city. I live here. Oh really? Yeah. Wow. We live here too. It's yeah. My building. Đây là xe buýt của chính phủ cho người dân thuê để chạy lại ở Cuba nè.
thời từ chính phủ là một ngày 8,000 8,500 peso per day. Per day. Khoảng 9,000 peso một ngày. Cô có bà chị nào đi theo sướng chưa? Nhớ bà chị này ở Pakistan không? Vụ chai Pakistan để hả anh lái xe đò phải chở nàng sang sông miễn phí. Còn bây giờ qua tới Cuba thì có chàng lái xe đưa lái xe màu hồng chở cả nhóm đi chơi Cuba, Havana. Hôm qua thì trả 30 đồng, còn bữa nay mời đi uống cà phê miễn phí luôn. Lấy xe màu hồng luôn. Nàng thích màu gì anh lấy cái đó màu đó chở đi chơi. El son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba. El son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. El son de Cuba. El son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba. El son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. Ya empezamos a fiesta, mamita. Ven, ven y juntos vamos a bailar. La fiesta sigue toda la noche. Ven, ven y juntos vamos a gozar. Ở một quốc gia bị cấm vận rất là ít các phương tiện giải trí thì người dân sẽ làm gì? Tất nhiên là vẫn phải yêu đời chứ nè. Ở Cuba thì mọi người sẽ thấy là người ta ca hát nhảy nhót ở khắp mọi nơi. Những cái vũ điệu nổi tiếng của vùng Caribe này như là điệu Trova, điệu Salsa, điệu Rumba và điệu Conga nữa. Một trong những cái dòng nhạc rất là nổi tiếng, ai cũng biết đó chính là dòng nhạc Bolero. Người ta cho rằng dòng nhạc này xuất phát từ Tây Ban Nha nhưng mà lại được phát triển ở Cuba tại một thành phố có tên là Santiago. Khai sinh từ Cuba thì dòng nhạc Bolero sau đó đã nhanh chóng lan tỏa ra nước ngoài và bán rễ tại các quốc gia Nam Mỹ và ở vùng biển Caribe, tiêu biểu nhất đó là Puerto Rico. Ngay tại trung tâm thì đi trên đường bạn sẽ bị thu hút bởi những cái vũ điệu và âm nhạc. Có lẽ thì từ trong huyết mạch từ lúc sinh ra thì người dân Cuba đã biết uyển chuyển lắc léo rồi. Trời ơi, bà nó nhảy dữ rồi. Đây là một trong những căn nhà rất là giàu trên đường phố của Havana. Đây là nhà của một vũ công nổi tiếng, bây giờ không còn là vũ công nữa. Mọi người biết thì ballet là một trong những cái vũ điệu rất là nổi tiếng tại xứ sở Cuba này. Hãy thăm nhà của cụ vũ công nổi tiếng đã đi ngao du rất là nhiều nơi trên thế giới, đi biểu diễn. Đây. Wow, where are you? Alicia. This you? Yeah. Oh. Alicia Alonso. Wow, đây là Best một cái, đây là một trong những cái vũ công nổi tiếng ở Cuba và ông có một tấm hình chụp chung với Fidel Castro nè. 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 Wow, nhà đẹp quá. Đây nhà trong cổ cổ rất là đẹp. Thì vào đây mọi người xem cái TV này thời xưa của mình nè. À. Giờ người ta bên này vẫn còn xài. Nhà nào cũng xài những cái TV rất là bự như vậy. Your home? Yes, yes, yes. Beautiful home. Home. Your home too. My... Que linda, chica. Que linda. You have many dogs. Very cute. Yeah. So cute. Five dogs. Có 5 con chó nè. You live... Are you living here alone? Yeah. Hồi xưa ông làm vũ công hả? Vũ công ballet đó. You live in Vietnam? Yeah, I'm living in Ho Chi Minh City, in the south. Yeah. What do you know about Ho Chi Minh? Because
Fidel Castro go to Vietnam. Yeah, long time ago. Ho Chi Minh come here too, right? Yeah. Tommy, ông là một cái vũ công nổi tiếng của Cuba vào những năm 90, là người dương tính với bệnh nan y. Phần lớn cuộc đời của ông thì dành thời gian trong ngôi nhà cổ của chính mình và xem lại cái đoạn phim tài liệu về cuộc đời của chính ông. Phim từng đoạt giải tại Liên Hoan ở Đức năm 2008. Amor casi no existe. No he encontrado una pareja fija que quiera a Tommy. Porque no tengo casa, porque no tengo trabajo, porque no tengo dinero. Eso me ha costado mucho trabajo. Y no es mi forma de amar. Esos son sentimientos que creo que ya no existen. Existen entre niños. En Cuba una relación no interesada en los valores metálicos. No es usual, no es común. Muchas personas me han engañado. No confío en nadie. Mi forma de tener pareja es ser fiel. Ai cũng có một thời huy hoàng của chính mình và chắc chắn Tommy là người sống trọn trong cái quá khứ. Ông chứng kiến nhiều nét thăng trầm của cuộc sống và các giai đoạn thịnh suy của đất nước. Ông lo rằng với căn bệnh nan y, thì ông có kịp chứng kiến được tới lúc quốc gia yêu dấu của mình mở cửa với thế giới hay không? Mình biết ông là một người khác thường và ông mời mình một trái đặc sản, đó chính là chuối. Banana. Yeah, he loves like banana. Dai. He loves banana. Nhà ông có rất là nhiều tấm hình nhưng mà nổi bật nhất vẫn là tấm áp phích lộng kiến nói về quan điểm của ông về cuộc sống. Tôi không tin vào tình yêu đích thực, nhưng tôi tin vào tình cảm của lãnh tụ dành cho nhân dân. Ôi, hola, Cuba. Trời, sao này xúc ra kì vậy? Quê quá. Đây không phải là một cái hình thức quảng cáo thuốc lá đâu nha. Một cái điếu xì gà rất là đặc trưng của người Cuba. À, đến Cuba thì mọi người sẽ thấy là dù nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà đều cầm những cái điếu thuốc lá bự chà bá như thế này, ngậm vô họng, hít phì phà. Now I'm gonna be more famous in Vietnam with this. Let me show. Yeah. Why? Wait. You have something to show me? I have something to show you. Let me go. Okay. What is it? What? I don't think that you see. I'm so curious. Curious. Wow, cigar. Dữ dằn. This is great. This is one of the cigars that my president Fidel Castro smoking before. Yeah. Best Cuban cigar, Cohiba, and I love smoking cigar. You love smoking that? Not for men, not for women. What? In Cuba, women we love smoking cigar because no more discrimination about how women smoking cigar. We can do. We can smoke cigar as well like a man. Yeah. We are very proud to smoke a Cuban cigar. Oh. Wow, yeah. If you want, I can show you how to smoke. Cuba đó là nổi tiếng về những điếu xì gà. Mình thì không có hứng thú nhưng mà tới đây tham quan để quay cho người biết đặc trưng của Cuba đó là những điếu xì gà như thế nào. Một sự sản xuất có tên là La Corona. Nghe Corona ám ảnh quá. Mình đi vô nha. Đây là hướng dẫn viên của mình hôm nay sẽ dắt mình đi tham quan xí nghiệp làm xì gà gia công. Xì gà được sản xuất tại La Havana, thủ đô của Cuba, là một trong những cái loại xì gà có chất lượng hàng đầu trên thế giới, có mặt tại khoảng 150 quốc gia trên thế giới và trở thành một biểu tượng của đất nước này. Anh Fernando đây là người quản lý nhân sự, đã có kinh nghiệm làm việc ở đây khoảng gần 50 năm rồi, sẽ dắt mình đi tham quan. Anh dắt mình đi theo từng bước để xem là cách quấn xì gà ở Cuba như thế nào. Tất nhiên thì trước đó những cái lá thuốc đã được ủ để lên men trong vòng khoảng hơn một tháng rồi. Rồi sau đó thì mới được đưa vô xưởng để sản xuất. Và đây là cái công đoạn đầu tiên trong cái quy trình sản xuất những cái điếu xì gà ở Cuba. Đầu tiên thì những chiếc lá thuốc sẽ được lựa chọn và phân loại theo kích thước và chất lượng cũng như là màu sắc.
Sau khi được phân loại thì lá thuốc sẽ được kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo vệ sinh cũng như là tước lá để điếu xì gà không bị tắt. Giờ thì hãy đến với công đoạn tiếp theo, đó chính là sẽ quấn thành những điếu thuốc. Anh Fernandez cho biết đó chính là tại cái nhà máy xí nghiệp La Corona này thì có khoảng 750 nhân viên, trong đó có 300 chuyên viên là chuyên quấn những điếu xì gà ở tầng này. Mỗi cái người thợ ở đây thì sẽ được cho 5 điếu xì gà mỗi ngày. Họ có thể là đem về nhà hoặc là hút ngay tại chỗ. Thông thường thì một điếu xì gà sẽ được quấn từ 3 lá nhân và một cái lá bọc ở bên ngoài. Và lớp ngoài cùng sẽ được bọc bằng một cái lá đẹp nhất. Sau đó thì sẽ để lên khuôn. Một người thợ ở đây thì có thể quấn là từ 70 đến 100 điếu xì gà mỗi ngày. Trong cái nghề này thì phụ nữ được ưu tiên nhiều hơn, bởi vì người ta cho rằng phụ nữ không có bị mù màu như là nam giới, bởi vì phụ nữ có thể phân biệt được những cái màu xa nâu đậm và nâu nhạt rất là tốt. Sau đó những cái khuôn sẽ được đưa lên máy ép, ép trong vòng khoảng 20 phút để định hình những cái điếu xì gà. Ép quá mạnh cũng không được, mà quá yếu cũng không xong. Chặt quá thì xì gà sẽ không thể cháy được. Còn đây chính là phòng thẩm định đầu tiên những điếu thuốc lá. Ở đây thì người ta sẽ thẩm định áp suất bằng máy nha. Họ sẽ thẩm định từng điếu như vậy đó. Điếu nào không được thì sẽ phải trả về, tháo banh ra rồi cuốn lại. Đây là bước tiếp theo của công đoạn làm xì gà nha. Đây là bước thứ tư. Còn đây chính là bước thẩm tra điếu thuốc cuối cùng. Thẩm định về chất lượng, kích cỡ, màu sắc này kia. Như mọi người thấy thì tất cả các công đoạn ở trong cái xưởng nghiệp này đều là thủ công cả, từ cái việc mà cuốn cho tới đóng gói, kiểm tra thẩm định. They check the cigar one by one. Everyone has a number. Every cigar roller has a number. Put any problem and go buy the cigar roller again and don't pay money. This is good, no problem. Andy is a technician. He has many experience. He's checking right now. You can see. Check one by one. One by one. Any problem, go buy the cigar roller and not pay. For example, this one. All cigars are bad. Or just are bad cigar. No good. And go to this number, go to that cigar roller, and this is the type of that problem. Nó hút xong xì gà, giờ nó lên cơn rồi đó. Khải á, Khải nãy giờ nó hít xì gà, giờ nó tưng tưng rồi. Vậy là tưng rồi, tưng rồi. Mình thấy những điếu xì gà như thế này hả, chắc bự gấp 20 lần điếu thuốc lá thông thường ha. Bởi vì lá, thuốc lá bự như này mà quấn lại mới được một cái điếu bự như vậy, trong khi điếu thuốc của mình có chút ép à. Bởi vì chắc là người Cuba mạnh mẽ nên hút điếu xì gà như vậy mới đủ đô. What is cigar so famous in Cuba? Well, especially Cuba, they are very famous in Cuba for the Indian. Because the first people in Cuba who tried the cigar was the Indian, the local Indian, our native Indian from, they was a group of Taino. That's becoming very popular. Cuba cigar is the best Cuban cigar in the world. The second best brand, Monte Cristo. From the novel book, The Conde of Monte Cristo. Oh, thank you. Right, 1, 2, 3. Is it high? Okay. Tới Cuba thì mọi người sẽ thấy có rất là nhiều những con búp bê như thế này họ đặt ở trong nhà. Lúc đầu thì mình cũng rất là thắc mắc không biết đây là gì, nhưng mà khi tìm hiểu thì mới biết đây chính là đạo Santeria.
đạo Santeria là một cái đạo kết hợp giữa công giáo La Mã với đạo gọi là của truyền thống của người gì châu Phi. Và việc mà đỡ những cái con búp bê trong nhà như thế này giống như là những cái Cuba thông ấy, thì giúp họ có thể kết nối được với Chúa Trời. Và những cái búp bê này có thể mang lại cho họ những cái điều may mắn và sự sung túc trong nhà. Mọi người thấy rất là nhiều búp bê, và đa phần thì người Santeria thì họ sẽ mặc đồ trắng. Rồi hỏi thử là để búp bê trong nhà để làm gì? Lần đầu tiên thấy ở trong nhà sẽ rất là kinh sợ, nhưng mà từ từ mọi người sẽ hiểu thôi. Spiritual. Spiritual. Yeah. Live into the door. In the door. So every house need to put the Santeria, need to have a door at home like this. Yes. And every house need to put. No, every house. Because in Cuba many religion, Christian religion, Santeria. How many door at home? Same. Five. Minimum because me outside, five. Because outside, other door. Người Cuba có đời sống tâm linh khá là giống với người Thái Lan. Đạo Santeria hay làm lễ cúng và hiến tế giống như người Việt mình cúng cô hồn. Người ta cho rằng người thân quá cố của mình nhập tràn vào những cái con búp bê, có khi họ cảm giác là nó đang cử động rất là nhẹ hay là liếc mắt để mà giao tiếp với gia chủ. Người ta hay cúng bánh nước và trái cây. Biết thêm về những con búp bê linh hồn ở Cuba cũng là một điều thú vị. Cảm ơn gia chủ đã giới thiệu về tôn giáo của mình. Nghe đồn là biển ở Cuba rất là đẹp nên mình đã thuê một chiếc xe và tài xế riêng để đi đến biển Varadero. Từ thủ đô La Habana mình đi tới Varadero, một trong những cái bãi biển đẹp nhất của Cuba, là khoảng 120 cây số và mình đi trong vòng 2 tiếng. Chỉ mới ra khỏi thủ đô chút xíu thôi là đã thấy cảnh quê thế này rồi. Đa phần mọi người cũng muốn xem cảnh miệt quê của Cuba như thế nào. Sáng nay thì đi coi luôn hen. Chạy được một khúc thì thấy người dân là đứng ngoài đường bán cái gì đó nên cả xe ngừng lại để coi là có mua được cái gì không. Trời ơi, tao bán mấy trái vậy nè ở ngoài đường nè. Ồ, bán chuối, chuối rừng hả? Where do you have? Oh, what this? No, cheese. Yeah. Cheese. Ủa, cheese hả? Ta chi nè, phô mai hả? Chi hả? Phô mai với chuối, này nhiêu? Quanto la racimo la noche? La peñita te sale en 500 y este en 700. Ở chuối này ngon nè, chuối này ngon nè. Mấy rồi. Ciruela ăn nó cắt rồi. Ciruela bao ngon. Sao nhìn mấy ngày này giống lai tay tự quay xin. Có mình ciruela. Tao mất. Dạ. Hai. Quanto este? 500, esta piñita. Ngàn là 4 đô, 100 ngàn. Rồi, ok. 5 đô chứ. Mua đi trả 1 ngàn đi. Mua ủng hộ người ta rồi đem về Havana cho mấy đứa nít ăn. Thấy bán ngoài đường cũng tội nghiệp. Dễ luôn. Ồ, bán phô mai gì để ngoài nắng có sao không trời? Phô mai để ngoài nắng gì có hư không? Cái nước gì trang qua tiên. Rồi bán cái này giống trái nhót nè, giống trái cà chua vậy đó. Mà có hột bự vô bá. Mà cái này cũng không cho nữa, đòi xin ngược lại nữa chứ. Thôi đổ đại vô đi. Cái gì vậy cá? Đổ ra. Có cái đồ, có bịch nha, hũ nhựa không, cũng không cho nữa nè. Người ta bảo vệ môi trường dữ. Trên đường đi tới Varadero thì xe sẽ phải chạy ngang một cái đoạn gọi là cây cầu cao nhất ở Cuba. Dù là bị cấm vận nhưng mà mọi người thấy là Cuba vẫn rất là đầu tư vào đường xá và hệ thống hạ tầng giao thông ha. Đường xá rất là êm,
chạy băng băng dù dù luôn. Một cây cầu mà bắt ngang một cái hẻm núi, bên dưới là vực thẳm và rất là nhiều rừng cây. Mọi người thấy thì đa phần diện tích của Cuba đó chính là chiếm trọn bởi những cái khu rừng già nguyên sinh. Rừng cây ở đây bao phủ một diện tích rất là rộng lớn và rất là ít đất nông nghiệp, toàn là những cây dừa với cây cao rồi. Thiên nhiên rất là xanh mướt. Điểm dừng chân đầu tiên sẽ là một cái hang nước sâu có tên là Cuba de Satono. Đây là một cái hố sụp mà nằm giữa một cái cánh rừng hoang vu. Mọi người thấy thì đây là một cái hẻm núi và ở dưới chứa một cái kho báu cảnh đẹp của đất nước Cuba. Quay nó đẹp lắm nè. Tới đây thì du khách sẽ được đắm mình trong một cái làng nước trong veo xanh mướt, nằm gọn trong một cái hang động. Ưu điểm ở đây chính là không có nắng, tắm ở đây rất là mát. Đây là một cái mạch nước ngầm, chiều sâu của cái hồ này là khoảng 25 mét. Nước ngọt, chị Trang đãi xong cái thành nước mặn rồi. Điểm du lịch này thì cũng được quản lý bởi chính phủ và giá vé tham quan thì cũng ok, chừng 120.000 tiền Việt thôi. Được tắm trong cái không gian thiên nhiên như thế này cực kỳ đã. Và kinh nghiệm là mọi người nên tới đây vào buổi trưa nha, nếu không càng chiều tối thì sẽ rất là lạnh. Nước lạnh quá, lạnh không có nổi thì phải thở mới điều hòa thân nhiệt được. Ở dưới quá trời đẹp rồi, nó sâu phun hút dưới á, không biết cái gì dưới nữa mà nó sâu dữ vậy. Đa phần thì khách du lịch đến tham quan ở đây là khách bản xứ, người dân Cuba. Nhờ ít lượng khách tham quan nên có thể nói là giữ được môi trường trong sạch. Có ông đói bụng chưa? Bây giờ thì xe sẽ đưa thẳng mình tới điểm tham quan chính. Đó chính là một bãi biển nổi tiếng nhất ở Cuba. Trời ơi, biển này êm lắm nha. Yên cha man deep vậy á. Trời ơi. Ôi, mới tắm xong nha, biển ở Varadero đẹp cực kỳ luôn. Không ngờ là biển ở Cuba, vịnh biển Caribe là đẹp như vậy, hàng chi rất là nhiều du thuyền đến tới đây. Mọi người xem hả, một cái vịnh biển đẹp như vậy nè, mà cái thành phố Valadero này rắn rẻ này đâu, không có bóng khách du lịch nữa. Cái này mà Cuba mà không bị cấm vận thì chắc là ở đây sẽ rất là nhiều phát triển bất động sản bờ biển, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. Vậy mà thành phố này rất là yên ắng, mọi người xem. Ôi trời ơi, nóng quá. Thấy không? Rất là bóng, vắng bóng khách du lịch. Toàn là dân người địa phương, người Cuba họ tới đây họ đi nghỉ mát thôi. Mấy nhìn tôi nó rồi. Ủa nó làm cái gì vậy? Hola. Đây. Ở đây quán ăn đồ rất là khó kiếm nha mọi người. Cà phê, cà pháo rồi nước cũng khá là khan hiếm.
Mình rất là bất ngờ với những cái bãi cát trắng mịn trải dài và làn nước biển trong veo xanh ngắt ở đây. Cuba cũng rất là nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng bờ biển. Được một lần đắm mình vào trong những cái vịnh biển xanh ngắt của vùng biển Caribe cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Ở đây có cây phượng đỏ, cây bàng đồ. Nhìn sơ sơ tưởng đâu Việt Nam á, ai dè nửa dòng trái đất mà không biết sao quang cảnh quá trời giống nước mình rồi. Tại vì bên này hả, chỉ có một hãng xe duy nhất, hãng xe của nhà nước mà chạy từ La Habana đến những cái tỉnh thành của Cuba thôi. Mà vé thì rất là hiếm, bởi vì mà mình phải thuê chiếc xe này nè đi chơi luôn. Giá thuê xe này là 150 đô bao gồm tài xế luôn, đi trong ngày quay về. Đi từ thủ đô La Habana mà tới Varadero chỉ có 2 tiếng thôi. Xe cổ đi nhúng thấy bà cố luôn. Kìa công an kìa. Thì Trang mà đi chứ kêu phân 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 hoài luôn. Việt Nam Cuba best friend. Singer, carpenter, lawyer. Ah, work. Work. Security. 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 You like Cuba? Ah. People friendly. Yeah. Vietnam y Cuba. Good friend. Good friend. Good friend. How do you know? What do you know about Vietnam? What? Friend. Yes, very friends. Very, very, very. You love Vietnam? Friend. No. You love Vietnam? We're from Vietnam. Very good friend. Yeah. Say hi to Vietnamese. Vietnam. Ah. Hello, Vietnam. The people from Vietnam are very, 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 very strong. 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 We are so weak. First time for the French. After the United States. I don't know too much about Vietnam, but the history that I learning and studying the school is when the war in the Vietnam, yeah. When the United States attacked to Vietnam, I know about Ho Chi Minh, and we have a nice monument. Yeah, I don't have you been in the monument? Not yet, but tomorrow. Well, that is a monument. I know, I hear about they send the. To help to Cuba, send the rice, yeah. Many rice and many food, different thing, I think. The news, that the news said, but... Oh, yeah. But I would like to know more about Vietnam. Well, nice to meet you too, sir. It was a pleasure to work for you. Yeah, I love Havana, be around. I love Cuba. Okay. Well, bye. Và để thể hiện cái tình hữu nghị giữa Việt Nam Cuba cũng như là để tưởng nhớ nhà lãnh tụ Fidel Castro đã đến thăm thành phố Quảng Trị này, thì tại thành phố Đông Hà có một cái công viên mang tên của vị lãnh tụ của đất nước Cuba, đó là Fidel Castro. Ngoài ra còn có một cái bức tượng của ngài Fidel Castro trong này nữa. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là Sam, là chuyên viên phục vụ đối ngoại của tỉnh Quảng Trị. Hôm nay thì bạn Sam sẽ dắt mình và giới thiệu về công viên Fidel Castro này. Có đai nắng không em? Đỡ này đi cho đỡ nắng. Rồi, ok, thank you em. Rồi, mọi người vào trong.
Tượng này được xây khi nào vậy em? Tượng này được hình thành vào năm 2018. Thực ra là theo quy hoạch năm 2015 thì cái khuôn viên công viên được quy hoạch rồi. Nhưng năm 2016 sau khi lãnh tụ Fidel Castro qua đời thì lãnh đạo tỉnh mới trình với ban bí thư trung ương đảng là đổi tên công viên thành là công viên Fidel và sau xây tượng đài của lãnh tụ Fidel Castro. Tức là nhằm để kịp kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro qua thăm Quảng Trị năm 1973 năm 2018. Quảng Trị mùa này rất là nóng ha. Mùa gió Lào ấy. Đây. Trung tướng cũng lãnh tụ Fidel Castro. Đúng rồi. Vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Thì năm 1973 sau khi hiệp định Paris được ký kết thì chúng là vì lãnh tụ duy nhất can đảm để tới được chiến trường. Tới ủng hộ cho cuộc cách mạng Việt Nam đúng không? Đúng rồi, vì đấy là vùng giải phóng miền Nam Việt Nam. Thì năm 1900, tháng 9 năm 1973 thì vị lãnh tụ cũng có ghé thăm Quảng Bình, Quảng Trị, từ vùng đất lửa đấy. Thì tại đây thì vị lãnh tụ có thăm cứ điểm 241 tức ở Cam Lộ, không biết mọi người đi chưa? Nhưng là cứ điểm của lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa và của lính Mỹ. Thì cao điểm thì sau khi mà Quảng Trị giải phóng thì đến chiếm cứ điểm thì lãnh tụ có tới thăm cứ điểm. Thì tại cứ điểm 241 thì lãnh tụ nói một câu là vì Việt Nam Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Nhà thơ Fidel Castro có nói là thật ra thì về lãnh tụ cũng chỉ là một con người thôi, không phải là thần thánh. Nên cái việc mà khi mà ngài có mất đi thì cũng không nên xây tượng đài. Bởi vì mà anh qua Cuba thì lại không có thấy bức tượng nào hết. Đúng rồi. Của nhà Fidel Castro. Đúng rồi. Bởi vậy mà từ xa xôi thì anh phải quay về Việt Nam tại Quảng Trị này thì mới thấy được bức tượng của ngài. Thì Việt Nam vẫn hay nói một câu là Viva Việt Nam, Viva Cuba, Viva Hồ Chí Minh, Viva Fidel Castro. Là hoan hô, Viva là hoan hô, phải tiếng Cuba. Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, dạ. Rất là ngưỡng mộ bạn Sam khi mà một bạn 9X mà tìm hiểu rất là nắm thông tin về lịch sử rất là rõ ha. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Và đây chính là anh Lãm. Dạ, chào anh. Chào. Vâng, tôi thì thiếu tôi tên là Hoàng Phước Lãm. Đang là thuyết minh hướng dẫn tại địa điểm di tích khu trụ sở chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Việt Nam Việt Nam. Dạ. Hôm nay cũng rất là vinh dự được đón các bạn để tham quan di tích. Dạ. Và xin mời các bạn đi vào bên trong. Cái việc mà viếng thăm của ngày Chủ tịch Fidel Castro tới Việt Nam mình đó. Vâng. Không biết là ở đây có trưng bày những cái hình ảnh đó không ạ? Dạ có. Có các cái hình ảnh mà liên quan đến Chủ tịch Fidel Castro, một trong những nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới đã đến đặt chân đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị và đã từng đến làm việc với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong giai đoạn năm 1973. Giới thiệu giùm em tấm hình ngày Fidel Castro. Vâng, đây là bức ảnh ghi lại kia cạnh Chủ tịch Fidel Castro đã phát biểu thì năm 1973 khi sau khi nghe tin cái vùng Quảng Trị được giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã đặt trụ sở làm việc tại cái vùng Cam Lộ Quảng Trị thì ông Fidel này ông đã tức tốc bay hơn nửa bán cầu trái đất để đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị. Và cái chuyến thăm của ông này đã để lại rất là nhiều ý nghĩa. Sau cái chuyến thăm này thì cái việc mà Cuba trước đây đã ủng hộ Việt Nam rồi, sau chuyến thăm này thì cái tình hữu nghị và cái sự ủng hộ của Cuba càng tốt hơn với Việt Nam. Và cái hình ảnh thứ hai mà nói đến Chủ tịch Fidel Castro đó là cái chuyến thăm. Cái này là tại sân bay đúng không? Chính ông Fidel Castro đã đến tận sân bay La Habana của thủ đô La Habana để đón tiếp phái đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam dẫn đầu. Nguyễn Thị Bình. Vâng. Rồi từ pháo đài thì mọi người có thể thấy cả thủ đô Havana dọc theo một cái đường biển ha, nhìn vừa cổ vừa quyến rũ vừa hiện đại. Thật ra Cuba bây giờ đã khác rất là nhiều rồi. Và là hôm nay đã là ngày cuối cùng mà mình đến Cuba, bây giờ chắc phải bay đi rồi. Lúc đến thì không thể bay từ Mỹ qua Cuba, nhưng mà lúc về thì mình đã đặt chuyến bay từ thủ đô Havana về lại Miami. Hola Việt Nam. Hola Việt Nam. Louder. Crazy. Yeah. Thách y chang kìa. Yeah.
High five. Còn một điều nữa là trước khi mình qua Cuba thì có rất là nhiều người bạn của mình ở Mỹ nhắn tin cho mình là thôi mày qua Cuba mình nên phải cẩn thận, rồi hãy đề phòng khi mà đến Cuba, rồi nhớ giữ an toàn nhé. Là mình cũng rất là hồi hộp bởi vì không biết là Cuba có an toàn hay không. Nhưng mà qua đây thì mình thấy là trời khác một trời một vực luôn. Nên mình cũng không biết là ở bên nước Mỹ thì người ta đã truyền thông như thế nào để mà những người sống trong đất Mỹ lại có một cái hình ảnh suy nghĩ như vậy về đất nước Cuba. Khi mà tới nơi thì mọi người sẽ thấy đây là một cái đất nước rất là dễ thương. Mình rất là muốn mọi người có thể một lần được đến Cuba, không phải tới đây là để trải nghiệm một cái sự phát triển gì đó quá là rầm rộ, hay là thấy một cái nền kinh tế gì đó quá khủng, mà tới đây là để thấy được một cái sự nồng hậu và rất là thân thiện của người Cuba, ai cũng rất là dễ thương. Bạn tới đây sẽ thấy là tình người ở đây rất là ấm áp và rất là dễ chịu. Rồi, bye bye.